Đó tướng nè. Lên tướng đỏ hết nha các bạn. Thì có con màu cam nữa hay gì không? Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay theo yêu cầu của nhiều bạn thì mình tìm lại cái game đấu phá hương khung. Cái server này cũng lâu rồi nhưng mà nhiều bạn biết, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm lại. Mình thấy nó sống hơi bị dai nên mình sẽ làm lại. Phi cũng ít rồi các bạn. Phi có VIP 8 và như là 100.000 kim cương đầu game á. Còn nhiều là các bạn tự cài, muốn nạp thì nạp. Server này ra được server thứ 7 rồi nha các bạn. Sống cũng được 1-2 tháng này rồi đó. Cái link hướng dẫn thì mình sẽ để ở dưới phần miêu tả. Còn cái này mình đăng ký cái đăng ký luôn cái tài khoản rồi. Vào game nha các bạn. Ở đây chúng ta có 7 cái server nè, đó. Nó sống lâu lắm rồi đó các bạn, cũng được mấy năm rồi á. Mấy cái này là mình bỏ hết nha. Đó, vào con nó đánh thôi được rồi. Nhìn thấy đẹp ghê ha các bạn. Mà nó còn việt hóa nữa là hơi hết ý rồi còn gì nữa. Đó, địa phong ấn gì thấy ghê không? Có cái nút bỏ qua mà mình không bỏ qua nha các bạn, để cho các bạn xem là cái đồ họa nó ra sao nha. Tại nhiều bạn cũng chưa biết game này thì mình sẽ để lại. Nhìn cái game tiếng Trung với lại nhìn cái game mà tiếng Việt là các bạn thấy là nó hơi thoải mái hơn nhiều không? Rồi bỏ qua. Mình ghét mấy cái game này nè các bạn, nó cứ chạy nhiệm vụ giết, nó hướng dẫn này nọ giết. Nó cái chiêu đó là bạc tay thần trưởng đó, ghê không? Mấy con rồng luôn kìa, đã gì vậy? Thằng này thì có kêu quay kiếm, quay tay gì đó. Rồi mấy cái này mình sẽ lướt qua nha các bạn.
Nhìn cái game nó cứ lung linh làm sao á. Con men này up lên được tướng đỏ luôn đó nha các bạn. Chút mình dẫn các bạn ra đấu trường các bạn xem. Mấy khúc này là bây giờ mình bỏ hết nha, để cho nó chạy cho lẹ, tốn thời gian quá. Trời ơi, nó do hướng dẫn lâu, thấy bực bội luôn á. Nó cũng sắp hết hướng dẫn rồi đó các bạn. Đáng lý ra là hôm nay mình làm một cái game tiếng Trung, nhưng mà nhiều bạn yêu cầu là tìm cái game này, và mình thấy nhiều bạn là thích Việt hóa hơn nên mình tìm cái game này mình làm. Mặc dù nó phi có một VIP 8 với 100.000 kim cương à. Rồi qua cái ải được có 10 viên kim cương thiệt chứ, tào lao. Rồi giờ là hết, bỏ qua được luôn rồi đó. Này là game Việt Nam nha các bạn, server Việt Nam nha, chứ không phải game của server của Trung nữa nha. Lên cấp cũng được nhận kim cương, nhận vàng nè các bạn, đó. Game này mình ít chơi nên mình cũng không biết nó ra sao, nên mình chỉ review shop với event này nọ thôi nha. Còn tất cả là các bạn tìm hiểu giúp mình nha. VIP cho bèo ghê luôn, không cho gì nhiều. Đó nè các bạn, max level là 100 hay gì á, đó, nó lên có 100 là hết rồi, chắc là max level 100 rồi. Đó tướng nè. Lên tướng đỏ hết nha các bạn. Thì có con màu cam nữa hay gì á. Ủa cái quà mà mua VIP là nằm đâu ta? Hình như không có hay gì. Đi ra kiếm vài con tướng cam coi. Được một con nè. Hai con nè. Ba con nè. Trong túi hồi nãy là có được một cái túi đăng nhập, đó được cái vũ khí ngon lành này. Này được gì đây?
Được mảnh thôi chứ không được trang bị. Tính ra được cây vũ khí là thấy ngon rồi. Thôi nói chứ bây giờ gì vậy, trời ơi thiệt luôn á. Giờ đi cài map lên level cho nó lẹ quá. Trời ơi, lại bấm quên nữa. Được level 20 rồi. Bỏ chứ không ngu mà mở nữa. Lại quên bấm vào nữa chứ thiệt. Được level 22. Đó, thần tài hình tụ gì nè. Được mảnh thôi chứ không có được gì hết nè. Tào lao vậy. Đó, online là nhận quà nha các bạn. Đây là quà thăng cấp nữa nè. Bây giờ nó đánh một cái hấm dữ ta. Đậu xanh. Nó cũng cấp 21 mà sao kỳ vậy. Bây giờ nó đánh một cái hấm dữ ta. Thôi nghỉ đi, không đánh nữa đâu. Ôi, các bạn tự tìm hiểu nha. Mình tìm game khác cho các bạn đây. Còn con game này mình giới thiệu sơ như vậy thôi. Nó phi 100 ngàn. Đó, VIP 8. Các bạn yêu cầu mình tìm đấu phá khương khung gì đó thì mình tìm cho các bạn đó. Còn bạn nào muốn tìm game gì thì cứ comment bên dưới hoặc là inbox cho mình nha.
Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Đó, đây nè các bạn, trời ơi, đặc quyền VIP nè. Gì vậy? Ban hưởng vật phẩm gì đó. Trời ơi, nãy giờ không biết mà nhận. Tào lao thì chứ. Trời ơi, full quà luôn các bạn. Tính là ngon đó chứ. Ok, quá ok, quá ok. Rồi, tư chất 13 đồ hết rồi. Đồ rồi công pháp rồi đầy đủ nè. Quá ngon. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa. Các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.